Ông nghĩ tụi mình sẽ ở đây bao lâu? Đừng có nói gì nữa hết. Nghĩ mà tức ông bạn ép ông. Vậy mà coi được hả? Tôi không kêu đừng nói gì chứ. Tôi đã lên bề mặt hành tinh. Bọn không muốn có lối đi riêng với đường tự do hả? Hãy nhận lấy bánh răng và khai phá toàn bộ tiềm năng bản thân. Giờ ta có thể biến hình rồi. Đếm tới ba. Một. Bánh xe đâu rồi? Không nói sao chạy. Chúng ta phải ngăn cậu ta lại. Rồi đi thôi. Vì họ không phải là người xấu đâu. Rồi mắc gì chém cái cửa vậy? Gì? Đâu? Mới vô nó vậy rồi. Đúng không? Phải, đúng rồi. Phải. Thiệt đó. Phòng này thiết kế vậy á.